Diệt Long Đế chương 2828, Doãn Nhược Lan Ai? Cách qua tấm lộ mỏng, Doãn Thanh Ti nhìn gương mặt đầy máu của Lục Ly, nhìn ánh mắt kiên nghị kia, nhìn thân hình mặc dù đang run rẩy lại vẫn thẳng tắp như kiếm, nàng dùng thanh âm chỉ chính mình mới có thể nghe được thì thào nói. Quả nhiên không hổ là nam tử mà nàng coi trọng, quả thực khác với người bình thường. Lúc này Doãn Thanh Ti như thể đột nhiên làm ra quyết định nào đó, khí tức trên người cũng chuyển lạnh, trong tay xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ, chỉ vào Vân Suy Tuyết nói. Vân Điện Chủ, thanh ti bất tài, muốn lĩnh giáo với Điện Chủ một phen. Nếu Điện Chủ có thể đánh bại ta, ta lập tức rời đi, tuyệt không xen vào việc này nữa. Hoa! Thành nội chấn động, chẳng lẽ Doãn Thanh Ti điên rồi? Nàng thật tưởng rằng đệ nhất thiên tài bản cũng là đệ nhất thiên hạ. Nàng có chiến lực tam kiếp đỉnh phong ư. Nàng có thể chiến lực ngang với phủ ma ư lui một vạn bước mà nói, dù chiến lực nàng tương đương phủ ma thì đã sao? Liệu có thể đỡ nổi một chiêu của Vân Suy Tuyết? Trên mặt Vân Suy Tuyết chớp qua một tia đắng chát, hắn u ám thở dài nói. Doãn tiểu thư, cần gì phải thế? Ngươi làm vậy, quay đầu ta biết ăn nói thế nào với người nhà ngươi? Ta là ta, bọn hắn là bọn hắn. Doãn Thanh Ti rất kiên quyết nói. Chỉ cần ngươi thắng ta, việc này ta liền không quản. Được rồi vân suy tuyết bất đắc dĩ gật đầu nói vậy xin đắc tội đợi xong việc này ta sẽ đích thân tới doãn gia thỉnh tội doãn gia vô số người nhớ kỹ hai tiếng này rất nhiều người ngấm ngầm kinh nghi không nghe nói nhị trọng thiên có đại thế lực nào họ doãn cả nơi này lại tới nhiều thủ lĩnh và trưởng lão đại thế lực như vậy nhị trọng thiên có thế lực nào là doãn gia bọn hắn há lại không biết chẳng lẽ là tam trọng thiên ánh mắt đám người đường đao thoáng lấp lánh trong lòng có chút hồ nghi chẳng qua bọn hắn không quá quen thuộc tam trọng thiên bởi thế cũng không biết tình huống cụ thể hưu vân suy tuyết và doãn thanh ti tung mình bay lên không người trong thành đều rất tò mò muốn nhìn xem đệ nhất thiên tài bản này rốt cục có năng lực thế nào mà lại dám kiêu chiến với vân suy tuyết chẳng qua khiến vô số người thất vọng chính là vân suy tuyết đột nhiên phóng thích quan tráo bao phủ mấy ngàn dặm không trung tình hình bên trong chợt trở nên mơ hồ ngay cả thần niệm đường đao đều không xuyên vào được để thăm dò tình hình rầm 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 trên không truyền đến từng hồi tiếng nổ vang sóng xung kích khủng bố không ngừng khuếch tán xuống từng luồng chấn động khiến người hít thở không thông tràn ra có thể tưởng tượng chiến đấu bên trong kịch liệt đến cỡ nào không ngờ lại đấu lâu đến vậy đợi chừng nửa nén hương chiến đấu trên không vẫn chưa kết thúc vô số người bên dưới không khỏi tròn mắt vân suy tuyết chỉ bằng một chiêu liền đã đánh trọng thương phủ ma dù không phải thiên thần tứ kiếp thì chiến lực hẳn cũng đủ sánh ngang thiên thần tứ kiếp. Thế mà Doãn Thanh Ti vẫn đấu được với hắn lâu đến vậy. Chẳng lẽ Doãn Thanh Ti cũng là thiên thần tứ kiếp? Ba ba ba. Vô số người cảm thấy như bị đánh mặt. Đệ nhất thiên tài bản, chiến lực lại mạnh hơn cả đám lão gia hỏa bọn hắn. Không ai trong bọn hắn có đủ tự tin rằng có thể chiến đấu lâu như vậy với Vân Suy Tuyết. Oanh. Lại qua nửa nén hương nương theo một tiếng nổ vang trầm muộn, quan tráo màu xanh lam nứt vỡ, tiếp đó Doãn Thanh Ti bay xuống, trên khăn trắng che mặt lấm tấm vết máu. Tiểu thư Cường giả đi theo Doãn Thanh Ti thoáng biến sắc, vội bay vụt lên, Doãn Thanh Ti lại khoát tay nói. Tài nghệ không bằng người, không nói cũng được. Cường giả kia hung hăng trừng vân suy tuyết một cái, lại không nói gì thêm, vân suy tuyết chấp tay nói. Doãn tiểu thư, mạo phạm. Lục ly. Doãn thanh ti đảo mắt nhìn xuống bên dưới, trực tiếp kêu tên lục ly, nàng nói. Ta đã tận lực, xin lỗi. Đa tạ doãn tiểu thư. Lục ly hé môi cười một tiếng, sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi. Ta muốn hỏi một vấn đề, không biết doãn tiểu thư có thể bù đắp tiếc núi này trước khi ta chết được không? Người nói. Doãn thanh ti khẽ gật đầu. Lục ly lại không cất tiếng mà truyền âm hỏi. Ta từng quen một nữ tử, nàng cũng tên Doãn Thanh Ti, còn là một nữ tử mù bẩm sinh, gia gia nàng tên Thiên Tàng Lão Nhân, không biết ngươi có từng nghe qua. Doãn Thanh Ti giúp hắn như thế, cảnh này khiến Lục Ly không khỏi hồ nghi, giờ hắn đã sắp chết rồi, cũng không cố được quá nhiều, bèn trực tiếp truyền âm hỏi thẳng. Doãn Thanh Ti trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn truyền âm đáp. Thực ra tên ta không phải Doãn Thanh Ti, ta tên Doãn Nhược Lan, Doãn Thanh Ti là đường tỷ của ta, nàng chính là nữ tử mù bẩm sinh mà ngươi quen. Chỉ là lúc này nàng đang ở tam trọng thiên Chính đang xung kích sinh tử quan Lần này ta hạ giới là muốn làm quen ngươi Người mà nàng thường xuyên nhắc tới Thì ra là thế Lục ly bừng tỉnh đại ngộ Rất nhiều nghi hoặc trong lòng cũng được giải đáp Khó trách Doãn Thanh Ti này lại chiếu cố hắn như thế Đến giờ vẫn tận lực hỗ trợ Hóa ra nàng là đường muội của Doãn Thanh Ti Lục ly, xin lỗi Vân suy tuyết cũng có bối cảnh rất mạnh ở tam trọng thiên, việc này ta cũng bó tay. Doãn Thanh Ti khẽ thở dài, sau đó vung tay lên, dẫn theo cường giả bên người bay về nơi xa, rất nhanh đã tan biến ở phương xa. Doãn Thanh Ti đi, đi rất quả quyết, nói không quản liền không quản. Đương nhiên, lấy chiến lực của nàng muốn quản cũng không quản được, có thể chiến đấu lâu như vậy với Vân Suy Tuyết đã khiến chúng nhân kinh hãi rớt trong mắt rồi. Tiếp tục đánh. Đợi Doãn Thanh Ti đi rồi, Vân Suy Tuyết bá đạo vung tay lên, hắn không tự mình động thủ diệt sát lục ly, mà muốn tra tấn lục ly từng chút từng chút, từ từ dày vò đến chết ngay trước mặt mấy vạn người. Một số người tại trường cũng hiểu, hành động lần này của Vân Suy Tuyết không chỉ là phát tiết lửa giận trong lòng, mà còn có ý chấn nhiếp quần hùng. Có lẽ hắn muốn thay đổi cách cục nhị trọng thiên, mục đích trận chiến hôm nay chính là để dương oai. Mười tên võ giả tam kiếp kia lần nữa động thủ, không ngừng oanh kích lục ly. Vừa rồi nhục thân lục ly đã khôi phục được một ít, nhưng giờ lại tiếp tục trọng thương, Nhục thể hắn quá mạnh, muốn một lần oanh sát là điều tương đối khó, chính bởi thế mới càng thêm chịu khổ. Lục Ly vốn có thể tự sát, nhưng hắn không làm vậy, không phải là hắn không cam tâm chết đi, mà hắn muốn tìm cơ hội, muốn kéo theo một hai người làm đệm lưng. Đáng tiếc người Thánh Nguyên Điện rất thông minh, mười võ giả kia không hề áp sát, cứ vậy oanh kích từ xa xa, có người còn dùng độc chỉ phong, bắn ra trăm ngàn lỗ thủng trên người Lục Ly. Ai tần chiến thu lại thần niệm vốn tưởng rằng doãn thanh ti ra mặt có thể cứu được lục ly giờ xem ra chỉ là người suy si nói mộng lục ly vẫn khó thoát khỏi cái chết ông đúng lúc này không gian đột nhiên cuộn lên ba động khiến ánh mắt bọn tần chiến quỳnh tiểu thư một tiểu thư chợt sáng rực lên đợi khi các nàng nhìn thấy giữa không trung xuất hiện một vực môn liền không khỏi càng thêm hưng phấn lên chẳng lẽ là đại ma vương tới vực môn vô số người tại trường như lâm đại địch nhất là người thánh nguyên điện. Đám trưởng lão thánh nguyên điện đều rõ ràng, vân suy tuyết một mực không tự tay diệt sát lục ly, thật ra là muốn đợi xem đại ma vương có đích thân tới hay không. Giờ vực môn xuất hiện, người thánh nguyên điện tự nhiên kinh hãi, người tới đúng thời khắc then chốt thế này, nhiều khả năng là địch chứ không phải bạn. Vù vù. Bên trong vực môn, từng tên võ giả lao vút ra, tất cả đều là thiên thần tam kiếp, rất nhanh trong thành rộ lên tiếng xôn xao. Bởi vì đa phần bọn họ đều nhận ra thân phận người tới là người chúng sinh cung, một trong 36 đại thế lực. Người chúng sinh cung tới làm gì? Bọn Vân suy tuyết đường đao long diệu dương khẽ nhíu mày, lần này chúng sinh cung đâu có phái đệ tử tới luận võ. Người tới cũng được, nhưng sao lại tới nhiều cường giả như vậy? Lý tiêu giao cũng đến. Đợi khi một trung niên áo hoa đi ra từ trong vực môn, rất nhiều người càng thêm kinh nghi, Lý tiêu giao là danh nhân ở nhị trọng thiên. Chiến lực hắn không tính tuyệt đỉnh, nhưng bộ pháp hắn tuyệt đối là số một nhị trọng thiên, không thiên thần tam kiếp nào đuổi kịp tốc độ của hắn. Ồ! Khiến chúng nhân chấn kinh hơn chính là, sau khi Lý Tiêu Giao đi ra, vực môn vẫn chưa đóng lại, hơn nữa Lý Tiêu Giao còn cung kính đứng ở một bên, tự hồ đang chờ đợi nhân vật quan trọng nào đó. Hư! Cuối cùng, một đạo bóng người bay ra, là một lão giả nhỏ gầy mặc áo đen, người này mái tóc trắng xóa, tinh thần lại rất quắc thước trong mắt rực rỡ tinh mang, vừa nhìn liền biết là cường giả. Ồ! Mười người ở giữa trời đã ngừng công kích, lục ly có thời gian để thở dốc, thần niệm hắn quét qua, trong lòng kịch chấn. Bởi vì hắn nhận ra người sau cùng đi ra từ trong vực môn, chính là tu la lão nhân mà hắn đã phóng thích trong địa lao yêu ma cung. Vừa đi ra, tu la lão nhân không nhìn chúng nhân tại trường, mà trực tiếp xuyên qua hư không, hạ xuống trong thành, đứng ngay bên cạnh lục ly, trên mặt lộ ra ý cười nói. Tiểu hữu, đã lâu không gặp. Lục ly lần nữa giải dụa đứng lên, trong lòng bùng lên hy vọng, ai cũng không muốn chết, nếu có thể bắt được một tia hy vọng sống sót, hà cớ gì lại không tranh thủ. Hắn nhếch môi, lộ răng nhuộm đỏ máu, cười khổ đáp. Chào tiền bối, vãn bối có thương tích trong người, thứ cho không thể hành lễ. Ha ha ha. Tu la lão nhân bật cười ha hả, khoát tay nói. Là lão phu đến chậm, để tiểu hữu chịu khổ. Hai người đối đáp hai câu, trong thành lần nữa sôi trào, một tên địa ngục sát thần cỏn con, không ngờ lại liên tục có cường giả đứng ra bảo vệ. Đầu tiên là phủ ma không để ý sinh tử, sau đó là doãn tiểu thư lai lịch thần bí, giờ lại tới thêm một cường giả bí ẩn, một người mà ngay cả cung chủ chúng sinh cung đều phải cung kính hầu ở cạnh bên. Vân suy tuyết hiếp mắt lại, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, mắt nhìn về phía Lý Tiêu Giao hỏi. Lý cung chủ, vị này là... Lý Tiêu Giao không chấp tay hành lễ mà lạnh lùng đáp nói. Vị này là lão tổ nhà ta, ngoại hiệu Tu La Lão Nhân. Tu La Lão Nhân. Tu La Lão Nhân. Ánh mắt vô số người lộ rõ sự ngơ ngác, mãi một lúc sau mới khẽ rung lên, thần sắc chất đầy vẻ không dám tin tưởng. Trong tộc bọn hắn đều có ghi chép về Tu La Lão Nhân, đây chính là nhân vật phong vân từ 60 vạn năm trước, đã từng một mình đồ sát 10 đại thế lực. Không ngờ lão bất tử này vẫn còn sống. Mặc dù thiên thần tam kiếp sống mấy chục năm không tính là chuyện ghê gớm gì, nhưng tùy theo thời gian để dời, đa phần cường giả đều bị chém giết tiêu diệt. Một số thì bởi vì một mực không đột phá, sẽ đi xông pha một ít tuyệt địa, hoặc là tới tam trọng thiên, kết cục sau cùng đều là tử vong. Ngoài ra còn có một ít lão bất tử, biết sống quá lâu cũng chẳng nghĩa lý gì, dần dần trở nên điên dại, chủ động làm ra chuyện tìm chết. Bởi thế lão bất tử sống hai ba mươi vạn năm là điều rất hiếm gặp, loại sống trên 60 vạn năm như tu la lão nhân về cơ bản đã tuyệt tích. Lão bất tử từng xung hùng xưng bá ở nhị trọng thiên 60 vạn năm trước, thực lực bây giờ đã đạt tới trình độ nào? Chẳng lẽ đã đột phá cảnh giới tứ kiếp? Ngoài ra, hắn gọi lục ly là tiểu hữu. Còn nói đến chậm. Đây rõ ràng là đến để bảo vệ lục ly. Một lão bất tử sống mấy chục vạn năm, một tên thanh niên mới không đến trăm tuổi, hai người làm sao có thể quen biết hơn nữa thoạt nhìn quan hệ giữa tu la lão nhân và lục ly còn không tệ sắc mặt bọn vân suy tuyết long diệu dương đường đao đều không giấu được vẻ khó coi đợi một lúc vân suy tuyết mới chấp tay nói thì ra là tu la tiền bối không biết tiền bối giá lâm có chuyện gì tu la lão nhân chấp hai tay sau lưng như cười mà không phải cười nhìn sang vân suy tuyết nói lão phu từng thiếu nợ lục tiểu hữu một nhân tình hôm nay tới là để trả món nhân tình này Vân Điện Chủ có thể nể mặt Lão Phu được không? Nếu không nể mặt, Lão Phu đành phải cường hành bắt ngươi nể mặt. Xoạt xoạt xoạt. Tất cả người thánh nguyên điện long tộc đường gia trùng dương điện phó gia hắc viêm điện đều biến sắc, tu la lão nhân vô cùng cường thế, nói rõ muốn bảo vệ lục ly, nếu không nể mặt hắn, hắn không ngại đại khai sát giới một phen. Trong tàn thư các thế lực đều có ghi chép rõ ràng, năm đó trong cơn thịnh nộ, tu la lão nhân một hơi diệt đi 10 đại thế lực, hơn trăm vạn cường giả, bởi thế mới có xưng hiệu tu la lão nhân. Nếu thật khai chiến, đồng thời hắn lại có thể lực áp vân suy tuyết, e rằng hôm nay người sáu đại thế lực đều chết sách, phải biết vị này chính là sát tinh. Ha ha ha! Vân suy tuyết giận quá hóa cười, bá khí tràn ra, trên người toàn là sát khí nồng đậm, quát lạnh nói. Tu la lão nhân, ta kính ngươi là tiền bối, bởi thế mới khách khí với ngươi đừng tưởng rằng ngươi sống mấy chục vạn năm liền có thể cậy già lên mặt, ngươi phải nghĩ cho con cháu chúng sinh cung, nếu hôm nay ngươi bại, chẳng lẽ không sợ người chúng sinh cung chết sạch. Vân suy tuyết triệt để nổi giận, ngữ khí trở nên lãnh khốc dị thường, thậm chí lấy tính mạng người chúng sinh cung ra uy hiếp. Đương nhiên, điều hắn nói cũng là tình hình thực tế, nếu tu la lão nhân bại, e là cường giả chúng sinh cung đừng hòng trốn được một ai. Nghĩ qua nét mặt tu la lão nhân lại không có bất kỳ biến hóa nào, nhàn nhạt nói. Chỉ là, bằng ngươi còn chưa đủ. Nếu là người khác nói như vậy, có lẽ chúng nhân sẽ cảm thấy cuồng vọng, nhưng uy danh và khí độ của tu la lão nhân khiến tất cả mọi người hiểu được, hắn có lực lượng như thế, thậm chí cảm thấy có lẽ hắn thật sự đủ sức đè áp vân suy tuyết. Một bên là lão quái vật đã sống mấy chục năm, một bên là điện chủ đại thế lực số hai nhị trọng thiên, vừa nãy còn một chiêu trọng thương phủ ma, chiến tướng số một dưới tay đại ma vương. Quyết đấu giữa hai người khiến đám đông nhiệt huyết sôi trào, ai nấy đều vô cùng chờ mong, hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy một trận chiến kinh thế. Được lắm. Vân suy tuyết quát khẽ, khoát tay nói. Nếu tu la lão nhân đã muốn chơi đùa một phen, vậy vân mổ bồi ngươi, ta cũng muốn lãnh giáo chí cường giả danh chấn nhị trọng thiên mấy chục vạn năm trước rốt cục cường đại đến cỡ nào. Tới trên biển đi. Tu la lão nhân hờ hững nói đánh ở đây, e là thành trì này phải hủy mất, không cẩn thận còn đánh sập cả hỗn độn bí cảnh, như vậy ta ngươi đều là tội nhân. Hư! Dứt lời, tu la lão nhân phóng vút lên không, ở giữa trời, hắn đảo mắt nhìn sang Lý Tiêu Giao nói. Tiêu Giao, trước lúc ta trở về, nếu ai dám động đến một cọng tóc của lục tiểu hữu, giết không cần luận. Vâng. Lý Tiêu Giao và đám cường giả đi theo đồng thanh lĩnh mệnh, vân suy tuyết không cam yếu thế bay vụt lên, cùng theo tu la lão nhân bay ra ngoài đảo, hắn cũng dặn dò nói. Diệu Dương, Đường Huynh, Diêm Huynh, các ngươi trong chừng ở đây, nếu địa ngục sát thần bất động thì thôi, nhưng nếu hắn muốn trốn, trực tiếp giết chết. Hắc hắc. Long Diệu Dương cười hắc hắc, âm trầm nói. Vân Huynh yên tâm, nơi đây có chúng ta coi chừng, tiểu tử này không chạy được. Mặc dù Lý Tiêu Giao dẫn theo rất nhiều cường giả chúng sinh cung, nhưng nơi đây có tận mấy đại gia tộc đại thế lực, bằng vào lý tiêu giao mà muốn mang đi lục ly là điều gần như không thể. Chẳng qua câu nói kia của tu la lão nhân cũng khiến các đại thế lực không dám làm loạn. Bằng không nếu vân suy tuyết bại, lục ly lại bị giết, đoán chừng tu la lão nhân sẽ đồ sát sạch sẽ sáu đại thế lực để báo thù thay cho lục ly. Tiền bối cẩn thận. Lục ly nhìn tu la lão nhân, hé môi nhẹ giọng nói. Trong lòng hắn cũng rất hớn hở, trồng xuống nhân thiện, cuối cùng thu được quả phúc năm đó hắn cứu ra tu la lão nhân từ trong địa lao yêu ma sơn hôm nay tu la lão nhân lại vì hắn mà không tiếc đối chiến sáu đại thế lực đây chính là nhân quả hưu 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 vô số người trong thành bay lên cùng bay theo tới mặt biển bọn họ muốn tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thế sắp diễn ra người sáu đại thế lực đều đi bọn lý tiêu giao tuy cũng rất nóng ruột nhưng bọn hắn phải trong chừng lục ly bởi thế không ai tiện rời đi cả trong lòng Lục Ly cũng rất căng thẳng, hắn nuốt mấy viên đang dược trị thương, bắt đầu trị liệu thương thế trên người, trước đó hắn tưởng rằng tất phải chết không nghi ngờ, bởi thế mới không thèm để ý, giờ có được một tia hy vọng sống, tự nhiên phải cố tranh thủ. Hắn đã từng thấy qua tu la lão nhân ra tay, chỉ với vẻn vẹn ba thành chiến lực đã đè ép được tân yêu ma vương. Hiện tại chiến lực chắc đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, có thể mạnh đến cỡ nào. Lục ly không dám tưởng tượng. Rầm rầm rầm, bầu trời phía mặt bắc đột nhiên vang lên từng tiếng nổ vang trầm muộn như là từng đạo kinh lôi từ đằng xa truyền lại chúng nhân dùng dập ghé mắt chỉ thấy cảnh tượng quá đổi kinh người mặt bắc sáng lên từng đạo lưu quan kinh thiên nương theo lưu quan gào thét cả vòng trời phá thành mảnh nhỏ từng đạo hào quang hiển hiện cùng với đó là một cổ khí tức ngột ngạt truyền đến mười vạn dặm nơi này cách bờ biển chí ít phải mười vạn dặm hai người giao chiến trên biển bên này lại vẫn ẩn ẩn thấy được chiến cuộc có thể cảm nhận rõ uy áp, đủ thấy chiến đấu kịch liệt và khủng bố đến cỡ nào. Lúc Vân Suy Tuyết và Phủ Ma khai chiến, hắn căn bản không dùng bao nhiêu lực lượng. Lúc chiến đấu với Doãn Thanh Ti hắn cũng lưu thủ, Vân Suy Tuyết tuyệt đối đã đột phá cảnh giới tứ kiếp. Một tên trưởng lão đại thế lực kinh hô, rất nhiều người đều khẽ gật đầu tán đồng. Chiến huống khủng khiếp như thế, đây mới là chiến lực chân thực của Vân Suy Tuyết, không cần hoài nghi, Tu La Lão Nhân khẳng định cũng đã đột phá cảnh giới tứ kiếp. Lý Tiêu Giao và người chúng sinh cung bất giác càng thêm căng thẳng, không ngờ Vân Suy Tuyết lại mạnh đến thế. Tu La lão nhân tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Vị lão tổ này chính là đại thụ che trời của chúng sinh cung. Thực ra bên này còn đỡ, mấy ngàn người kéo nhau đi theo dõi chiến cuộc trên biển thì đều bị dọa cho tè cả ra quần, ngay cả một ít trưởng lão cũng sợ đến toàn thân căng cứng, thỉnh thoảng lại run lên, không dám áp sát quá gần, sợ bị dư ba liên lụy. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần trúng một kích tùy ý nào đó của hai người, bản thân nhất định sẽ thịt nát xương tan. Vốn rất nhiều người muốn tới gần quan sát, nhưng đến nơi tất cả lại đều giật lui, chỉ dám đứng cách xa mấy ngàn dặm nhìn xem. Dù đã cách mấy ngàn dặm, nhưng đôi khi dư ba công kích lan tới, bọn hắn đều phải cấp tốc thối lui, bằng không rất có thể sẽ bị thương. Oanh Một đạo lưu quan đột nhiên đánh lên hòn đảo gần đó, hòn đảo kia chỉ là đảo nhỏ, vốn có một ít người cư trú, lúc này sớm đã rời đi. Sau khi đạo lưu Quang kia đánh xuống, đảo nhỏ đột nhiên nổ tung, nước biển cuộn trào, nhấc lên sóng cả vạn trường. Đợi nước biển rút đi, đảo nhỏ đã tan biến không thấy, trực tiếp bị xóa sổ. Rầm rầm. Dư ba từ vụ nổ không ngừng nện xuống đáy biển, dẫn lên sóng cả cuộn trào, như biển gầm khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng. Dưới biển vốn có một ít độn thú, lúc này hoặc là bị đánh chết, hoặc là chạy trốn, đến cả một con cá đều không thấy đâu. Hai người có vẻ đánh ngang tay, khai chiến suốt nửa canh giờ, hai người vẫn không phân ra thắng bại, chỉ là chiến đấu càng lúc càng thêm kịch liệt. Lại qua nửa canh giờ, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời rơi rụng xuống, nện ầm ầm vào trong nước biển. Thần niệm chúng nhân quét tới, sau khi thấy là Vân suy tuyết, lập tức rộ lên từng hồi tiếng xôn xao. Ầm. Vân suy tuyết vọt lên từ dưới đáy biển, khóe miệng nhúng đầy máu tươi, nhìn tu la lão nhân đứng ngạo nghễ giữa trời cười khổ nói tu la lão nhân không hổ là cường giả mấy chục vạn năm trước tại hạ cam bái hạ phong phục là được tu la lão nhân mặt không biểu tình vẫn hờ hững như thể kịch đấu chưa từng diễn ra hắn thản nhiên nói lão phu không có thù với thánh nguyên điện các ngươi chuyện hôm nay đến đây là ngừng ta mang người đi các ngươi cũng rút chúng nhân vây xem quanh bốn phía như rút được gánh nặng nếu cục diện hôm nay có thể kết thúc ở đây thì cũng tính là không sai không đến nỗi khiến nhị trọng thiên quá mức động đảng tu la lão nhân áp chế được vân suy tuyết khiến rất nhiều thế lực yên tâm bằng không vạn nhất vân suy tuyết nương theo uy thế hôm nay thật không chừng có thể thay đổi cách cục nhị trọng thiên ha ha vân suy tuyết lại khẽ cười nhạt lao đi vết máu nơi khóe miệng bình tĩnh nói mặc dù ta thua nhưng ngươi không mang người đi được hoa bốn phía lập tức rộ lên tiếng xôn xao vân suy tuyết đã bại rồi tại trường còn ai có thể áp chế tu la lão nhân không mang người đi được là có ý gì chẳng lẽ vân suy tuyết định dùng toàn lực của sáu đại thế lực liều chết khai chiến với chúng sinh cung để giữ lại lục ly hả trên mặt tu la chớp qua một tia kinh ngạc nhíu mày hỏi lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn nào khác nếu không phục thì cứ dùng ra lão phu tiếp là được ta sợ ngươi tiếp không được giới chỉ trong tay vân suy tuyết sáng lên nơi tay hắn xuất hiện một chiếc lệnh bài màu đen khắc hình phượng hoàng hắn vung lên cao cao miệng quát nói tu la tiền bối ngươi kiến thức rộng rãi hẳn là nhận ra chiếc lệnh bài này ngươi nói xem ngươi có thể tiếp được không lệnh bài phượng hoàng màu đen rất đẹp phượng hoàng đen điêu khắc trên đó sống động như thật ngoài ra còn dày đặc thần văn tuy đây chỉ là một tấm lệnh bài nhưng cảm giác lại giống như một món bí bảo. Tu La lão nhân nhìn lướt qua lệnh bài, sắc mặt mặc dù không có biến hóa quá lớn, trong mắt lại rõ ràng co rụt lại. hắn nhịn không được kinh hô. Hắc Phượng lệnh. Vân Suy Tuyết khẽ gật đầu nói. Tu La tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi, không sai, đây chính là Hắc Phong lệnh. Tu La tiền bối đã nhận ra lệnh bài này, hẳn cũng biết lệnh bài này đại biểu cho cái gì. Nếu ta bóp nát lệnh bài chắc tu la tiền bối biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ mặc dù giọng vân suy tuyết không lớn nhưng thực lực người vây xem xung quanh tương đối cao về cơ bản đều nghe được tất cả mọi người chưa nghe nói qua về lệnh bài này nhưng theo lời vân suy tuyết lệnh bài này hẳn phải cực kỳ quý giá chắc là đại biểu cho một loại lực lượng cường đại nào đó một loại lực lượng siêu quá vân suy tuyết và tu la lão nhân không thế nào tu la lão nhân cũng rất bá khí đáp lời Ngươi bóp nát đi, lão phu thiếu nợ lục tiểu hữu một mạng, cái mạng này trả lại cho hắn là được, một mạng của lão phu đổi lấy một tấm hắc phượng lệnh, đáng lắm chứ. Ách! Vân suy tuyết hơi ngớ, chúng nhân xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ vì lục ly, tu la lão nhân lại nguyện ý lấy mạng ra đổi, từ điểm này có thể thấy, lực lượng mà tấm lệnh bài đại diện quả thật rất cường đại. Tu la tiền bối. Vân suy tuyết quát lạnh, ngữ khí nghiêm túc dị thường lần này ta nhất định phải giết chết địa ngục sát thần, dù phải dùng hết toàn bộ lực lượng đều không tiếc, bởi thế ngươi đừng hoài nghi quyết tâm của ta. Ngươi phải nghĩ cho chúng sinh cung, một khi ngươi chết, ngươi nghĩ chúng sinh cung còn có thể tồn tại được ư. Vì một tên địa ngục sát thần, ngươi không tiếc đánh cực tính mạng toàn tộc. Lần đầu tiên sắc mặt tu la lão nhân hơi biến, vân suy tuyết đánh trúng điểm yếu của hắn. Nếu hắn chỉ là một tên tán tu, cái mạng này vốn là do lục ly cứu, giờ trả lại lục ly là xong, nhưng sau lưng hắn còn có gia tộc, còn có vô số hậu nhân. Nếu hắn chết, Vân suy tuyết vì hắn mà dùng tới hắc phượng lệnh, việc này e rằng không thiện được. Đến lúc đó chúng sinh cung tất bị hủy diệt, lấy chiến lực Vân suy tuyết, bằng sức một mình liền có thể sang bằng toàn bộ chúng sinh cung. Tu la lão nhân trầm mặt suốt nguyên nửa nén hương, mãi lúc sau mới mở miệng. Vân điện chủ, lão phu thiếu nợ lục tiểu hữu một mạng, nếu ngươi có thể tha mạng cho hắn, Điều kiện gì cứ nói, nếu có thể thỏa mãn, lão phu tuyệt không chối từ. Hả? Xung quanh lần nữa vang lên từng hồi tiếng nghị luận xôn xao, Tu La lão nhân chiến lực như thế, địa vị như thế, lại vì một tên hậu bối mà cam nguyện gánh chịu bất cứ điều kiện nào. Thiếu nợ Lục tiểu hữu một mạng. Chẳng lẽ Địa Ngục Sát Thần đã từng đã cứu mạng Tu La lão nhân? Nhưng chiến lực Địa Ngục Sát Thần so với Tu La lão nhân thì chênh lệch như trời với đất sao hắn có thể cứu mạng tu la lão nhân được? Không có điều kiện. Vân suy tuyết cố chấp đáp nói. Tu la tiền bối, con trai ta chết rồi, con trai duy nhất của ta chết rồi, tôn nghiêm và hy vọng của thánh nguyên điện chúng ta bị trà đạp, địa ngục sát thần tất phải chết, điểm này không có gì để thương lượng. Nếu ngươi nhất định muốn ngăn cản, ta đành phải dùng hắc phượng lệnh đánh chết ngươi, sau đó ta thề tất diệt chúng sinh cung. Ngươi dám uy hiếp lão phu sát khí cuộn trào trên thân tu la lão nhân năm đó vị lão nhân này từng đồ sát mười đại thế lực trăm vạn võ giả sát khí trên người khủng bố cỡ nào không gian bốn phía như bị đông kết vô số người hít thở không thông không phải uy hiếp vân suy tuyết lạnh giọng đáp trong tay lấp lánh thần lực lúc nào cũng có thể bóp nát hắc phượng lệnh hắn quát khẽ nói đây là khuyến cáo tu la tiền bối ta cũng bị bức đành chịu việc này qua đi ta tự nhiên sẽ tới chúng sinh cung bồi tội Thôi Trên mặt tu la lão nhân chớp qua một tia ấy nấy Thở dài đành chịu Sau đó tung mình đằng không bay lên Lao về phía hỗn độn thành Vân suy tuyết cũng chậm rãi bay theo Hắn sợ tu la lão nhân đột nhiên cường hành mang đi lục ly Người vây xem xung quanh cũng lập tức lao tới hỗn độn thành Kịch vui hôm nay đã khiến bọn họ tâm kinh động phách Bọn họ tự nhiên rất muốn nhìn thấy kết cục Nhìn xem lục ly sẽ vẫn lạc thế nào Hoa Trong thành còn sót lại không ít người chủ yếu là võ giả các tiểu gia tộc không dám đi qua quan chiến sợ bị liên lụy lúc này thấy tu la lão nhân bay về tưởng là tu la lão nhân thắng lập tức nhìn không được rộ lên tiếng nghị luận tu la lão nhân trở về nhìn thần sắc hắn bình tĩnh như thế chẳng lẽ là hắn thắng xem ra địa ngục sát thần được cứu rồi chưa chắc ta thấy trong mắt tu la lão nhân có vẻ đành chịu hẳn là vân điện chủ thắng trời ạ à, vân điện chủ mạnh đến cỡ nào lão cường giả tu luyện mấy chục vạn năm đều không thể áp chế được hắn. Nếu là vân điện chủ thắng, vậy địa ngục sát thần liền đi đứt, sau cùng sợ là khó mà thoát khỏi cái chết. Thôi đừng nói nữa, bọn họ tới rồi. Ồ, vân điện chủ cũng quay về, khóe miệng hình như có vết máu. Là tu la lão nhân thắng. Thần niệm chúng nhân khóa chặt tu la lão nhân và vân suy tuyết đang bay theo phía sau, đợi khi bọn hắn nhìn thấy khóe miệng vân suy tuyết có vết máu, lập tức đều nhận định tu la lão nhân thắng. Lý tiêu giao và đám cường giả chúng sinh cung đều lộ hỷ sắc, rốt cuộc hôm nay phe bọn hắn chỉ là một tông, bên kia lại có sáu đại thế lực. Nếu tu la lão nhân bại, sự tình sẽ rất rắc rối. Sắc mặt người sáu đại thế lực lại khá là khó coi, bọn hắn đều thấy được vết máu nơi khóe miệng vân suy tuyết. Chỉ là khi ánh mắt bọn hắn và vân suy tuyết chạm nhau, mắt ai nấy lập tức sáng rực lên bởi vì bọn hắn thấy được ý cười ngạo nghễ trong mắt vân suy tuyết nếu là kẻ chiến bại tuyệt đối không thể có ánh mắt như vậy được lục tiểu hữu tu la lão nhân bay tới trên không thành trì vẻ ấy nấy trên mặt càng sâu chủ động chắp tay nói lão phu có lỗi với ngươi chuyện của ngươi lão phu đành bất lực thực ra lúc tu la lão nhân bay tới lục li liếc nhìn một cái liền nhận ra rất nhiều vấn đề trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắng chắc hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, trong lòng mới vừa bùng lên dục vọng cầu sinh, giờ lại bị hắt cho một chậu nước lạnh, từ đầu đến chân đều lạnh toát. Chẳng qua lục ly phản ứng rất nhanh, hắn nhếch môi cười nói. Tiền bối không cần tự trách, tại hạ đã cảm kích vô cùng, vãn bối bái tạ tiền bối. Tuy trên người lục ly đầy tổn thương, xương sườn cũng gãy mất nhiều nơi, lúc này lại vẫn cố nén đau đớn không người hành lễ. Con người hắn ân oán rõ ràng, Tu La lão nhân vì hắn mà không tiếc trở mặt với Vân Suy Tuyết, đây là đại ân. Ngươi còn tâm nguyện nào chưa thành? Tu La lão nhân lại không rời đi, hắn như chợt nhớ ra điều gì, quét mắt nhìn về phía điện chủ Hắc phim điện, nhướng mày hỏi. "Lão phu nhớ được, khi trước ngươi nói muốn nhờ ta chém giết điện chủ Hắc phim điện." "Bá bá bá." Điện chủ Hắc phim điện và chúng cường giả tại trường lập tức biến sắc, ai nấy đều như lâm đại địch, tức tốc lấy ra binh khí bí bảo. Tu la lão nhân là thiên thần tứ kiếp, nếu hắn thật muốn động thủ, đoán chừng chỉ cần một chiêu liền có thể diệt sát điện chủ hắc viêm điện. Không cần. Lục ly đáp lại rất nhanh, trước đó muốn nhờ tu la lão nhân diệt sát điện chủ hắc viêm điện là vì hắn chỉ có một kẻ địch là hắc viêm điện. Nhưng giờ hắn đắc tội nhiều đại thế lực vậy rồi, diệt sát điện chủ hắc viêm điện đã không mấy ý nghĩa. Hắn nghĩ nghĩ liền lần nữa không lưng, sau đó trầm giọng nói. Tiền bối, Ta đến từ nơi tên là thần giới Là một giới diện ở nhất trọng thiên Nơi đó có tộc nhân và bằng hữu của ta Nếu không phiền Còn mong tiền bối giúp ta chiếu cố bọn hắn Thần giới Tu la lão nhân khẽ gật đầu Sau đó đảo mắt quét nhìn toàn trường một lượt Nói Họa không liên lụy người nhà Đây là đạo nghĩa và quy tắc mà bất cứ ai Ở nhị trọng thiên cũng phải tuân thủ Hôm nay lão phu phóng lời ở đây, nếu ai dám tới thần giới làm loạn, lão phu nhất định tru diệt toàn tộc. Lần nữa bái tạ tiền bối. Lục ly lần nữa không lưng bái tạ, trong lòng nhẹ nhàng đi nhiều, có câu nói này của tu la lão nhân, hắn có thể yên tâm mà đi. Tu la lão nhân đi. Cũng như Doãn Thanh Ti, sau khi biết không cách nào cứu được lục ly liền dứt khoát rời đi. Không một tia lưu luyến, hoặc có thể là bởi không muốn tận mắt nhìn thấy lục ly chết đi, như thế sẽ khiến bọn hắn càng thêm đau lòng. song cũng chính vì thế, Ánh mắt người xem tại trường nhìn Lục Ly dần có chút khác thường, rốt cuộc một tên thanh niên trước đó không mấy nổi danh, không có bất kỳ bối cảnh nào, lại được nhiều đại nhân vật như vậy đứng ra che chở, điều này gián tiếp nói ra rất nhiều vấn đề. Đương nhiên, Lục Ly có thể đánh chết Vân Khai Nguyệt, bản thân chuyện này đã đủ sức chứng tỏ chiến lực hắn vô cùng mạnh, lá gan cũng như sự quyết đoán đều rất đủ, rất nhiều người tự cảm thấy không bằng. Lần này Vân suy tuyết không để 10 người kia động thủ, mà định đích thân ra tay nên tới đều tới hết cả rồi đúng không? Sự tình mấy lần trắc trở, hắn không muốn xuất hiện thêm bất kỳ ngoài ý nào nữa. Hắn chỉ có một đứa con trai, nếu không thể báo thù thay cho Vân Khai Nguyệt, hắn thẹn với tư cách làm cha. Ngoài ra, công nghiêm của Thánh Nguyên Điện cũng không được phép bị trà đạp, không chém giết lục ly, ngày sau Vân suy tuyết hắn đừng hòng lăn lộn ở nhị trọng thiên, cũng không xứng làm điện chủ Thánh Nguyên Điện. Hưu Hắn tung mình bay tới, trong tay hiện ra một thanh chiến đao, định từng đao từng đao róc xương lóc thịt lục ly. Chỉ như vậy mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng, mới có thể tế điện linh hồn vân khai nguyệt trên trời. Đến hay lắm. Trong mắt lục ly sáng rực lên, thấy vân suy tuyết bay tới, trong lòng hắn lại kích động dị thường. Trong người hắn còn có không ít hỗn độn chi khí, dù không thể đánh chết vân suy tuyết, dù chỉ trọng thương được đối phương, lục ly cũng cảm thấy đáng giá. Xoẹt vân suy tuyết đến cách lục ly chừng mấy trăm trượng thì ngừng lại chiến đao trong tay vung lên một đạo đao mang gào thét bay đến một miếng thịt trên chân còn lại của lục ly bị nhẹ nhàng róc xuống máu tươi lập tức tuôn ra như suối ánh mắt lục ly chuyển lạnh thấy vân suy tuyết không áp sát hắn cắn răng long giựt thoáng hiện sau lưng cả người như sếp đánh vọt tới trong tay lấp lánh hỗn độn chi khí muốn chủ động tấn công vân suy tuyết ha ha vân suy tuyết cười lạnh phất phất tay một đạo uy áp vô danh tràn ngập ra, trực tiếp chế áp lục ly. Lục ly bị cố định giữa trời, dù hắn cố gắng điều động năng lượng trong người thế nào thì cũng không động đậy được. Hưu Tay vân suy tuyết lần nữa vung lên, đao chém xuống, lại một miếng thịt rơi rụng, chiến đao trong tay không ngừng chém ra, hai chân lục ly đã không còn mảnh thịt nào nguyên vạn. Hắn chống đỡ hết nổi, ầm vang ngã xuống đất, cả người nhụm đỏ máu tươi, thê thảm vô cùng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai nói chuyện đều chỉ biết trơ mắt nhìn lục ly từ từ bị vân suy tuyết lăng trì trên mặt rất nhiều người hiện ra vẻ bất nhẫn bọn tần chiến thu hồi thần niệm không đành lòng nhìn tiếp đúng là hán tử vài người nhẹ giọng thì thào bởi vì từ đầu đến cuối lục ly không hết thảm lấy nửa lời bị người lăng trì đây là thống khổ cỡ nào dù có là người sắc cũng khó mà nhịn được hết thảm là điều khó tránh khỏi đủ rồi sau khi vân suy tuyết bổ ra mười mấy đao Rót ra mười mấy miếng thịt trên thân lục ly Một tiếng quát khẽ vang lên Lúc này trong thành đang rất yên tĩnh Bởi thế tiếng kêu khẽ này tuy không quá lớn Lại như sét đánh bên tai Hả? Vô số người trong lòng khẽ chấn Chẳng lẽ lại tới một cường giả nghịch thiên Muốn bảo vệ địa ngục sát thần Không phải tên địa ngục sát thần này Không có bối cảnh ư Tại sao lại có nhiều người như vậy muốn bảo vệ hắn Khi thần niệm chúng nhân Theo tiếng quát nhìn lại Phát hiện chủ nhân tiếng quát vừa rồi ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên ngay cả lục ly cũng không giấu được vẻ kinh ngạc sau đó hắn lập tức trách mắng y tiểu thư ngươi hồ nháo gì đấy chuyện ở đây không liên quan đến ngươi mau lui ra mở miệng là y tiểu thư y tiểu thư không thối lui với cam lâm mà nãy giờ vẫn đứng cách ly lục ly chừng mấy trăm trượng y tiểu thư từng tham gia thiên tài luận võ vì là người thiên ma đảo còn là một mỹ nữ bởi thế rất nhiều người nhớ được nàng không nghĩ đến cái lúc này rồi, nàng lại dám mở miệng nói chuyện, hơn nữa ngữ khí còn vô cùng bất thiện, người này điên rồi ư. Phải biết hiện tại Vân Suy Tuyết chính đang một bụng lửa giận không nơi phát tiết. Ngữ khí lục ly rất nghiêm lệ, hắn làm thế tự nhiên là muốn bảo hộ y tiểu thư, không khiến cho nàng bị liên lụy vì mình. Vân Suy Tuyết thật dám giết người, đến chiến lực và địa vị như hắn, đã không có quá nhiều cố kỵ. Nét mặt y tiểu thư lại chẳng hề biến hóa, chỉ lạnh lùng nhìn Vân Suy Tuyết, mở miệng nói. Vân suy tuyết, chuyện hôm nay dừng ở đây là được rồi. Hoa. Toàn trường xôn xao, nếu là người khác, dù là phủ ma nói vậy, tất cả mọi người đều sẽ không cảm thấy khó chịu. Y tiểu thư lại chỉ là một tên hậu bối, thậm chí còn không vào được tốt 30 thiên tài luận võ, lại dám nói chuyện như thế với Vân suy tuyết, chẳng lẽ người này điên thật rồi. Cam lâm. Lục ly lần nữa gầm thét. Đi ra mang y tiểu thư về. Ha ha. Vân suy tuyết khẽ cười nhạt, nhìn chầm chầm y tiểu thư một lượt, nói. Ngươi là người thiên ma đảo. Trưởng bối nhà ngươi không dạy ngươi làm người. Thật tưởng ta không dám giết ngươi. Hưu. Cam lâm bay ra từ trong một trang viên, hắn một mực chú ý thế cục bên này, thấy y tiểu thư muốn tìm chết, tự nhiên muốn đi ra ngăn cản. Với cục diện lúc này, ai dám bảo vệ lục ly, vậy chính là tự sát. Cam lâm, quay về trong chừng da da ngươi. Y tiểu thư mắt lạnh nhìn qua, trong mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm màu u lam. Cam lâm vọt tới nửa đường, nhìn thấy trong mắt kia, cả người tức thì rung lên, trong mắt lấp lóe dị sắc, không lưng quỳ xuống. Quay về. Y tiểu thư phất tay, cam lâm không dám quỳ tiếp, vội vàng xoay người đi về, không chút lưu luyến, lúc xoay người trên mặt hắn còn lộ ra vẻ cuồng hỉ. Ách. Rất nhiều người chú ý tới cam lâm, thấy được nét mừng trên mặt hắn, cùng với thái độ khi quỳ xuống lúc trước. Chúng nhân bất giác mơ hồ, không hiểu nổi tại sao Cam Lâm lại làm như vậy. Vân suy tuyết. Y tiểu thư mặt không biểu tình nhìn Vân suy tuyết, lần nữa mở miệng nói. Ta cho ngươi một cơ hội, lập tức dẫn người triệt thoái, chuyện hôm nay dừng lại ở đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Soạt. Trong thành triệt để sôi trào, dẫn lên một mảnh huyên náo, ai nấy đều tưởng rằng y tiểu thư điên rồi, thần niệm chúng nhân đều quét về phía vân suy tuyết muốn nhìn xem hắn sẽ phẫn nộ thế nào tìm chết vân suy tuyết quả nhiên phẫn nộ chiến đao trong tay bất thần chém xuống một đạo hỏa sóng đao màu đỏ lửa cuốn thúc tới nháy mắt đã đến bên người y tiểu thư nuốt trọn cả người nàng y tiểu thư lục ly gào lên đau xót cắt gao nhìn chằm chằm y tiểu thư ánh mắt đỏ ngầu màu máu mặc dù y tiểu thư và hắn kết giao không sâu nhưng hắn thật coi nàng là bằng hữu một giây sau, toàn trường đột nhiên chết lặng, miệng lục ly há hốc, nét mặt đám đông đều như gặp quỷ, trong mắt Vân Suy Tuyết cũng chớp qua một tia dị mang. Bởi vì sát chiêu vô cùng khủng bố của Vân Suy Tuyết lại không mang đến bất kỳ thương tổn nào cho y tiểu thư, thậm chí thân thể y tiểu thư không di động dù chỉ nửa bước, vẫn cứ mặt không biến sắc đứng ở kia. Vân Suy Tuyết phản ứng rất nhanh, hắn nhìn chầm chầm y tiểu thư, đưa tay chỉ nàng nói. Ngươi, ngươi là... Ông... Trên người y tiểu thư sáng lên quang mang, ngoài thân hiện ra một kiện chiến giáp màu đen, trong tay lộ ra một chiếc mặt nạ cũng màu đen, chậm rãi đưa lên mặt. Mặt nạ màu đen lấp lánh quang mang kim loại băng lãnh, một đạo sát khí vô hình tràn ra từ trên thân y tiểu thư, nháy mắt bao phủ toàn trường, toàn bộ mọi người trong thành, bao gồm cả vân suy tuyết, lúc này đều bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trên chiến giáp dày đặc thần văn, hắc quang rực rỡ, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, mặt nạ được chế tác rất tinh xảo nhìn sống động như thật nhưng những cái đấy đều không quan trọng quan trọng đây là mặt nạ ma vương một chiếc mặt nạ không thể đại biểu cái gì song vừa rồi đòn tấn công của vân suy tuyết không thể mang đến nửa điểm thương tổn cho y tiểu thư cộng với sát khí xung thiên lúc này vậy lại chứng tỏ rất nhiều vấn đề đại ma vương trong mắt lục ly trợn trừng trong lòng khó mà chấp nhận sự thật trước mắt hắn không cách nào liên tưởng thiếu nữ khí chất tinh quái trước đây với đại ma vương uy chấn nhị trọng thiên giết người như ngoé ngay trước mắt thân phận y tiểu thư một mực là điều bí ẩn không ai biết nàng xuất hiện từ đâu hơn nữa nàng còn thường xuyên mất tích không lý do bọn trần trưởng lão không biết thân phận cụ thể của nàng chỉ biết nàng rất được thiên vân tiên tử coi trọng nàng biết được rất nhiều đa phần tin tức lục ly lấy được đều là từ chỗ nàng nàng còn đưa cho lục ly bạo nguyên đan trước kia lục ly còn hoài nghi rằng nàng rất có thể là con gái đại ma vương nhưng đại ma vương và thiên vân tiên tử đều không lập gia đình bởi thế khó có khả năng là con gái được lại không ngờ y tiểu thư chính là đại ma vương cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương từ trên thân y tiểu thư lục ly không thể không tin nữ tử trước mắt chính là đại ma vương bằng không nếu là người bình thường dù là phủ ma cũng không có được khí thế như vậy khí thế đó thậm chí vượt trên vân suy tuyết không chỉ lục ly Người toàn thành đều có cảm giác tương tự, mặc dù rất nhiều người không biết nàng là ai, nhưng chỉ bằng khí thế liền có thể nhận định, đây là cường giả tuyệt thế. Vừa rồi không ít người cảm thấy y tiểu thư điên rồi, giờ đây lại đều nói không ra lời. Ai nấy đều kinh nghi không thôi, tại sao một người lại có thể chuyển biến nhanh đến vậy? Vừa nãy còn là một nữ tử yếu đuối, lúc này lại biến thành cường giả chí tôn. Không đúng, nếu nàng là đại ma vương, tại sao khí tức sinh mệnh lại trẻ như vậy được? tại sao có thể tham gia thiên tài luận võ? Chẳng lẽ 36 vị trưởng lão đều không cảm ứng ra được khác thường? Một tên trưởng lão đại gia tộc thì thào, vấn đề này cũng khốn hoặc rất nhiều người. Đại ma vương thành danh nhiều năm, mấy chục vạn năm trước đã uy chấn nhị trọng thiên, tuổi tác hẳn phải rất lớn mới đúng, nhưng vừa rồi khí tức sinh mệnh y tiểu thư lại rất trẻ. Một tên võ giả có thể che giấu thực lực, nhưng không thể thay đổi khí tức sinh mệnh được, đó chính là khí tức bản nguyên của con người. Mới đầu Vân Suy Tuyết cũng có chút hoài nghi, nhưng giờ đây lại rất xác định, rốt cuộc khí thế người này quá mạnh, hắn nhịn không được hỏi. Các hạ là Đại Ma Vương. Toàn trường an tĩnh, không ai dám nói lời nào, tất cả đều khẩn trương chờ đợi nữ tử đáp lời. Y tiểu thư lại không đáp, trong tay hiện ra một thanh trường thương màu đen, thanh trường thương này tương đối đặc sắc, trên thân thương khắc một con hắc long, vừa lấy ra, hắc long liền du tẩu trên thân thương. Ma Vương Thương, nàng chính là đại ma vương một tên trưởng lão kinh hô trưởng lão các đại thế lực đều có tư liệu về đại ma vương nếu nói mặt nạ ma vương kia không thể chứng minh được gì như vậy ma vương thương này lại đủ để chứng minh thân phận đại ma vương thân phận đại ma vương được chứng thực lập tức toàn trường như vỡ tổ đại ma vương thành danh đã lâu ở nhị trọng thiên nhưng chưa bao giờ đi ra du ngoạn hay giao tế bên ngoài thiên ma đảo càng không có quen biết gì với thủ lĩnh các đại thế lực Mấy lần đi ra đều là chinh chiến, mỗi lần lại có không ít đại thế lực và cường giả bị tiêu diệt. Bởi thế, nghiêm cách mà nói, tất cả mọi người ở đây đều chưa từng thấy qua hình dạng đại ma vương, càng không gặp qua đại ma vương ở trong tình huống tương tự. Ai mà ngờ, đại ma vương lại sẽ ngụy trang thành một tiểu thư yếu ớt, đồng thời còn tự thân tham gia thiên tài luận võ, quan trọng hơn chính là nàng còn không tiến vào được top 30. Đương nhiên, lúc này tất cả mọi người đều hiểu đại ma vương tới tham gia thiên tài luận võ chỉ là dạo chơi bằng không lấy chiến lực của nàng lúc đối đầu vân khai nguyệt đoán chừng chỉ cần một chiêu liền có thể nghiền ép hắn sắc mặt vân suy tuyết trở nên ngưng trọng chưa từng thấy thậm chí còn ngưng trọng hơn cả khi đối diện tu la lão nhân bởi vì nữ nhân này quá mạnh từ khi thành danh trải qua bao phen chiến đấu mà chưa từng thua trận thậm chí có người xếp nàng là cường giả số một nhị trọng thiên hô hô hắn hít một hơi thật sâu chắp tay nói Đại ma vương, địa ngục sát thần là con em trong gia tộc ngươi Không phải Đại ma vương lạnh lùng đáp, sau đó khoát tay bổ sung Ngươi không cần hỏi nhiều, lục ly và ta không có bất kỳ quan hệ nào Hắn không phải người trong tộc ta, cũng không tính thuộc hạ của ta Càng không phải nam nhân của ta Chỉ là ta muốn bảo vệ hắn, không cần lý do Vân suy tuyết, ngươi đột phá cảnh giới tứ kiếp Cũng tính là một nhân vật, tu luyện không dễ đừng phạm sai lầm quả nhiên đại ma vương tự mình xác nhận điểm này vân suy tuyết là thiên thần tứ kiếp như vậy tu la lão nhân cũng là tứ kiếp đại ma vương nói thế vậy khẳng định cũng là tứ kiếp không sai được ha 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 vân suy tuyết giận quá hóa cười trong tiếng cười mang theo một tia bi thống và phẫn nộ hắn cười lạnh nói ngươi tưởng mình là ai là chúa tể nhị trọng thiên chắc con trai ta chết rồi con trai duy nhất của ta chết rồi. Ngươi biết không? Nếu tên lục ly này đã không có bất kỳ quan hệ nào với ngươi, tại sao ngươi còn muốn bảo vệ hắn? Ngươi thật cho rằng vân suy tuyết ta là quả hồng mềm, muốn nắng muốn bóp thế nào cũng được. Con của ngươi đúng là chết rồi. Đại ma vương lạnh giọng đáp. Nhưng có vẻ ngươi quên mất một điểm, hắn bị giết trên lôi đài. Đã chọn đến tham chiến, vậy phải có giác ngộ về cái chết. Nếu là trong tình cảnh khác, ta sẽ không nói nhiều nửa lời, ngươi đây là đang cường hành phá hoại quy củ, lục ly lại là người trong thiên ma đảo, việc này ta tự nhiên phải quản. Quy củ Trong mắt vân suy tuyết tuế xạ hồng quang, cười nhạo nói Quy củ đều là cường giả chế định, đã có thể định ra quy củ, vậy liền có thể phá hoại quy củ. Không quản con trai ta chết thế nào, ai giết hắn liền phải đền mạng. Thật ư. Đại ma vương nhúng vai nói. Theo như ngươi nói, ta cũng tính là cường giả, vậy ta cũng có thể lập quy củ. giờ ta lập ra quy củ, sau này ở nhị trọng thiên, người nào vượt quá ngàn tuổi thì không thể tấn công lục ly, bằng không giết không cần luận. a, à, toàn trường kinh hải, lời này của đại ma vương quá cuồng vọng, trực tiếp lập quy củ ra với nhị trọng thiên. nàng thật tưởng rằng mình là đế vương trí cao vô thượng ở nhị trọng thiên, nàng nói cái gì người nhị trọng thiên đều phải phục theo. được, được vân suy tuyết kêu to ba tiếng không tiếp tục nhiều lời xem ra hôm nay chỉ có nước huyết chiến bằng vào mồm mép e là không ai nói phục được ai hắn tung người bay vụt lên đứng ngạo nghễ giữa trời trường đao chỉ về đại ma vương phía xa nói đại ma vương ngươi muốn lập quy cũ cũng được nhưng mà phải đánh bại ta trước chúng ta tới bờ biển luận bàn một phen vân mổ lại muốn xem xem rốt cuộc ngươi mạnh đến cỡ nào không cần tới bờ biển đại ma vương từ tốn nói sau đó trường thương trong tay sáng bừng, cũng không bay lên không, cứ vậy dơ ra trường thương đâm tới giữa trời. Ông! Trường thương đâm ra, không gian trước mặt đột nhiên cuộn lên ba động, cảm giác như trường thương đâm vào mặt nước, dẫn lên sóng nước dập dần. Nương theo trường thương đâm ra, một luồng khí tức rét lạnh truyền ra từ đầu thương, khoảnh khắc đó, tất cả mọi người trong thành đều cảm thấy thân thể và linh hồn như bị đông cứng. Thế giới theo đó ngưng động lại. Thậm chí có thể nói, trọn cả thế giới đều tan biến trong đầu tất cả mọi người chỉ còn lại thanh trường thương đang chậm rãi đâm ra kia mũi thương như đâm ra từ trong thế giới hư vô có thể phá hủy hết thảy có thể xuyên thủng hết thảy oanh một tiếng nổ rất nhỏ vang lên trong đầu chúng nhân cảnh tượng kỳ dị vừa rồi cũng theo đó tan biến ánh mắt đám đông bất giác nhìn lên không trung nhưng mà cảnh tượng đập vào mắt lại khiến không một ai dám tin bọn hắn thấy nửa người dưới vân suy tuyết bị xoắn thành huyết vụ chỉ còn lại nửa khúc trên. Mấy vạn người khắp toàn thành hóa đá đương trường. Vân suy tuyết rất mạnh. Phủ ma là tam kiếp đỉnh phong, lại bị hắn đánh trọng thương chỉ bằng một chiêu, Doãn Thanh Ti cũng bị hắn đánh bại, mặc dù đến sau thua dưới tay tu la lão nhân, nhưng nói thế nào đối phương cũng là lão bất tử tu luyện mấy chục vạn năm, còn đột phá cảnh giới tứ kiếp. Nhị trọng thiên không phải không có võ giả đột phá cảnh giới tứ kiếp, trong lịch sử từng xuất hiện qua vài người, nhưng đó đều là tồn tại phượng mau lân giác, một khi đột phá tứ kiếp liền lập tức thành là cường giả đỉnh cấp tại nhị trọng thiên. Ở trong lòng rất nhiều người, sau này Vân Suy Tuyết sẽ là một trong những bá chủ ở nhị trọng thiên, hôm nay lập uy cũng đã có tác dụng rất rõ ràng. Thậm chí còn có người lo lắng, liệu Vân Suy Tuyết có mượn uy thế hôm nay để nhất thống nhị trọng thiên? Lại không ngờ, nhân vật cường đại như thế lại bị đại ma vương đánh bại chỉ với một chiêu. Càng không ngờ đến chính là nửa người dưới vân suy tuyết đều bị xoắn nát, chỉ còn lại nửa đoạn thân trên. Bụng nhỏ vỡ vụn, đồng nghĩa thần đan cũng tan tành, tạm thời biến thành phế nhân. Sau này dù lần nữa ngưng tụ thần đan, tu luyện cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Đã có thể một chiêu đánh trọng thương vân suy tuyết, như vậy nếu mũi thương của đại ma vương dịch lên trên một chút, tỉ như nhắm đến mặt chẳng hạn, thế thì nơi bị xoắn thành huyết vụ sẽ là đầu lâu, bằng với lúc này vân suy tuyết sớm đã đi đứt. Toàn trường bị dọa cho sửng sốt, rất nhiều người bởi vì khẩn trương quá độ mà thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Bọn hắn cảm thấy so với Đại Ma Vương thì người ở đây đều như phàm nhân, toàn là con sâu cái kiến. Không thể địch nổi. Lúc trước, cảm giác Đại Ma Vương mang đến cho chúng nhân chỉ là rất mạnh, bằng sức một người quét ngang mấy đại thế lực. Nhưng trải qua trận chiến hôm nay, ấn tượng nàng mang đến cho mọi người lại là tồn tại vô địch, không ai ở nhị trọng thiên có thể cản nổi. Trước đó có người cho rằng nàng hẳn còn kém chí cường giả ẩn thế một chút, song giờ không còn ai nghĩ như vậy nữa. Tuyệt đối đệ nhất. Bằng một kích vừa rồi, Đại Ma Vương đã được nhận định là đệ nhất nhị trọng thiên, thậm chí có người hoài nghi nàng liệu đã đạt đến cảnh giới ngũ kiếp. Phải biết dù ở tam trọng thiên, cảnh giới ngũ kiếp cũng là đại nhân vật chí cao vô thượng. Phốt. Giữa trời, miệng vân suy tuyết không ngừng cùng phúng máu tươi, nửa đoạn thân dưới bị xoắn nát cũng cùng phúng máu tươi, bộ dạng thê thảm vô cùng. Ông Vân suy tuyết phản ứng rất nhanh, lấy ra hai viên đang dược màu vàng từ giới chỉ trong tay, nuốt vào, bằng không hắn sẽ vì đổ máu quá độ mà trực tiếp chết đi. Bởi vì không có thần lực chống đỡ, thân thể hắn từ từ rơi rụng xuống, cuối cùng nện ầm ầm trên quảng trường, cách lục ly chỉ chừng ngàn trượng. Vì không còn hai chân, thế nên hắn đừng nói là đứng, đến ngồi cũng không được, chỉ có thể nằm nghiêng trên đất. Hắn không ngất đi, nét mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch trong mắt đầy vẻ hư nhược xen lẫn với đó là kinh hãi thẳng đến khắc này hắn vẫn nghĩ không thông tại sao đại ma vương có thể một chiêu xoắn nát nửa người hắn vừa rồi thậm chí hắn còn không kịp phản ứng chỉ cảm thấy dưới thân tê rần sau đó liền bị xoắn nát đó là sát chiêu kiểu gì hắn hồi tưởng lại đến giờ vẫn còn chưa thôi kinh hãi hắn có thể kết luận một điểm đó là trong sát chiêu kia tất chứa chân ý thời gian vô cùng cường đại bằng không hắn không có lý nào lại không kịp làm ra nửa điểm phản ứng chẳng lẽ đã đột phá cảnh giới ngũ kiếp trong đầu vân suy tuyết chớp qua một đạo ý niệm sau đó thần tình hắn trở nên dữ tợn ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm đại ma vương hé miệng nói được được lắm đại ma vương ngươi được lắm lại dám phế đi thần đan của ta trọn cả khuôn mặt đại ma vương đều bị mặt nạ che phủ chỉ có thể thấy được đôi mắt lạnh lùng nàng hờ hững đáp nói nếu không phải niệm tình ngươi tu hành không dễ lúc này ngươi sớm đã chết ông giới chỉ của vân suy tuyết sáng lên trong tay hiện ra chiếc lệnh bài khắc hình phượng hoàng màu đen khi trước khóe miệng nhếch lên ý cười tàn độc nhìn chằm chằm đại ma vương nói đại ma vương ngươi biết lệnh bài này chứ không biết đại ma vương đang nghe truyện trên tv audio cv nhàn nhạt liếc qua nói Ngươi tưởng lệnh bài này có thể dọa được ta Xem ra ngươi không hiểu quá nhiều về chuyện ở Tam Trọng Thiên Vân suy tuyết khẽ cười dễu cợt nói Hắc phượng lệnh là lệnh bài của phượng hậu đại đế tại Tam Trọng Thiên Một khi ta bóp nát lệnh bài này Phượng hậu sẽ lập tức phát giác Hàng lâm phân thần xuống hạ giới Ngươi nghĩ mình có thể là đối thủ của đại đế Tam Trọng Thiên Đại đế Vô số người hít sâu một hơi khí lạnh Tam Trọng Thiên có rất nhiều đại đế mỗi một vị đại đế đều là tồn tại chí cao vô thượng đừng nói nhị trọng thiên dù là cường giả tam trọng thiên khi đối mặt đại đế đều phải quỳ xuống đối với đại đế tam trọng thiên mà nói tất cả mọi người ở nhị trọng thiên đều là sâu kiến đại đế nội tâm lục ly cũng khẽ rung lên năm đó tử đế chính là một phương đại đế ở tam trọng thiên còn giết chết đối thủ hắn là dương đế và chủ nhân trước đây của cửu kỳ sơn mục đế những người này đều là đại đế ở tam trọng thiên người có thể được phong đế đều là tồn tại trí cao vô thượng, đại biểu cho chiến lực và uy quyền tuyệt đối. Tam trọng thiên cường giả như mây, có thể trở thành một phương đại đế, đủ thấy chiến lực phượng hậu này mạnh đến đâu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Khó trách tu la lão nhân đều phải sợ. Nghe vậy, mấy tên trưởng lão đại gia tộc quan chiến bên bờ biển mới chợt hiểu ra, đối mặt đại đế tam trọng thiên, tu la lão nhân mà dám ngạnh kháng, e rằng chỉ có đường chết. Một khi hắn chết đi, chúng sinh cung tuyệt đối cũng sẽ đi đứt. Sao Vân suy tuyết được đến tấm lệnh bài kia? Rất nhiều người nghĩ không thông, lệnh bài đại đế đại diện cho uy nghiêm và quyền thế của vị đại đế đó, thứ này chỉ có thể do đại đế đích thân ban phát. Hơn nữa còn không thể lạm dụng, bằng không nếu để đại đế biết được, tất sẽ bị liên lụy mà chết. Vân suy tuyết là nhân vật ở nhị trọng thiên, nhưng đến tam trọng thiên cũng chỉ là võ giả bình thường, làm sao có thể kéo được quan hệ với đại đế cao cao tại thượng? ha ha, các ngươi không tin tưởng lệnh bài này là thật. Vân suy tuyết nghe được tiếng nhỏ giọng nghị luận xung quanh, lập tức trầm giọng quát to. Các ngươi nghĩ rằng ta dám cầm lệnh bài giả đi dọa người. Nếu dám cầm lệnh bài giả, một khi bị phượng hậu biết được, toàn tộc chúng ta đều phải chết. Lệnh bài này được truyền thừa từ gia chủ đời thứ nhất Vân Gia, năm đó gia chủ đời thứ nhất Vân Gia ta chính là chiến tướng số một dưới tay phượng hậu, sau khi phượng hậu xưng đế liền được ban cho tấm hắc phượng lệnh này đến sau bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, tiên tổ mang theo tộc nhân đi tới nhị trọng thiên, khai sáng thánh nguyên điện, lệnh bài cũng được truyền tới đây. Đại ma vương Vân suy tuyết dơ lệnh bài lên cao, lạnh giọng quát. Giờ ta cho ngươi một cơ hội, lưu lại lục ly, cứ vậy thối lui, ta không truy cứu chuyện ngươi đánh trọng thương ta, bằng không ta đành phải dùng tới hắc phượng lệnh quý giá này để đánh chết ngươi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, yên ắng chờ đợi đại ma vương đưa ra quyết định, rất nhiều người đã tin tưởng lời của Vân Suy Tuyết. Dù sao lấy thân phận Vân Suy Tuyết, không lý nào lại cần phải nói dối, lệnh bài này hẳn là Phượng Hậu ban cho Vân Gia bọn hắn, bằng không có cho hắn một vạn lá gan cũng không dám tùy ý dùng lung tung. Lục Ly thấy Đại Ma Vương trầm mặt không nói, bèn cười khổ một tiếng nói. Đại Ma Vương, cảm ơn ngươi, việc này ngươi đừng quản. Một phương đại đế ở Tam Trọng Thiên, đó là nhân vật nào? Dù chiến lực Đại Ma Vương có mạnh hơn nữa, một khi phân thần đại đế hàng lâm đoán chừng không cần thủ đoạn quá mạnh chỉ bằng một đạo ý niệm liền có thể trấn áp đại ma vương ha ha đại ma vương cười lạnh không nhìn lục ly mà nhìn vân suy tuyết nói vân suy tuyết ngươi bóp nát lệnh bài đi ta lại muốn mở mang kiến thức một phen xem rốt cuộc đại đế tam trọng thiên mạnh đến cỡ nào ngoài ra nếu ngươi bóp nát lệnh bài ta tất giết ngươi lựa chọn thế nào chính ngươi cân nhắc lựa chọn của đại ma vương dẫn lên toàn thành rúng động, đồng thời cũng khiến vân suy tuyết vô cùng xoắn xuýt. Lệnh bài là thật, đích thật là do lão tổ nhà bọn hắn lưu lại, tổ huấn nói không đến thời khắc gia tộc sinh tử tồn vong thì không được dùng tới lệnh bài này. Bởi thế vân suy tuyết cầm ra lệnh bài thật ra là muốn hù dọa đại ma vương một phen, chứ thực không có ý bóp nát. Giờ hắn xa vào tình thế lưỡng nan, không bóp nát, hắn đành phải ảo não rút đi, không chỉ không thể báo thù rửa hận cho con trai, tôn nghiêm của thánh nguyên điện cũng quét rác, sau này e rằng khó mà ngẩng đầu lên được. Nhưng nếu bóp nát lệnh bài, đại ma vương có thể sẽ lập tức chém giết hắn, vân gia sẽ thiếu đi một kiện chí bảo trấn tộc. Sau này thật đến thời khắc gia tộc sinh tử tồn vong liền không còn cơ hội để vãn hồi nữa. Hắn đảo mắt nhìn sang mấy vị thúc tổ trong gia tộc, tuy hắn là gia chủ thế hệ này, nhưng đại sự như thế vẫn phải trưng cầu ý kiến bọn hắn một phen. Mấy vị lão tổ vân gia cũng vô cùng xoắn xuýt vốn lần này đại ma vương không xuất hiện sau khi bọn hắn chém giết lục ly bi danh thánh nguyên điện sẽ đạt đến đỉnh điểm dù không nhất thống được thiên hạ thì khuếch trương địa bàn thu hoạch thêm chút lợi ích vẫn là điều tương đối dễ dàng bóp nát hắc phượng lệnh mời phượng hậu đi một vị lão tổ bối phận cực cao truyền âm tới hắn giải thích nói trận chiến này nhất định phải thắng nhất định phải chém giết đại ma vương bằng không thánh nguyên điện chúng ta sẽ một mực bị áp chế nếu bị đại ma vương áp chế mấy vạn năm, sớm muộn gì Vân gia chúng ta cũng đi đứt. Ừm. Vân suy Tuyết cũng hạ quyết tâm, trong tay đột nhiên dùng sức, tấm lệnh bài tinh xảo hoa mỹ kia lập tức nổ tung. Nháy mắt người toàn thành không khỏi khẩn trương, vô số ánh mắt chợt trở nên nóng rực, chờ đợi đại đế một phương tại Tam trọng thiên có thật sự hàng Lâm phân thân hay không. Lục Ly và bọn Cam Lâm là đối tượng căng thẳng nhất, đặc biệt là Lục Ly, chuyện này không chỉ liên quan đến sinh tử của hắn còn liên quan đến sinh tử của Đại Ma Vương, hắn không muốn bởi vì mình mà liên lụy khiến Đại Ma Vương chết đi. Người Thánh Nguyên Điện cũng khẩn trương không thôi, bởi vì Đại Ma Vương nói qua, một khi bóc nát lệnh bài nàng sẽ đánh giết Vân Khai Nguyệt. Nếu trước lúc Phượng Hậu kịp hàng lâm, Đại Ma Vương đã đánh chết Vân Suy Tuyết rồi thì sao? Ngoài ra còn một điểm nữa, tấm lệnh bài này được cất giữ trong Vân Gia rất nhiều năm, Phượng Hậu tuy còn khỏe mạnh, nhưng ai biết nàng liệu có để ý tới không? vạn nhất nàng mặc kệ không quản thì sao? Phải biết lão tổ vân gia đã chết đi từ rất lâu. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bầu trời cũng không thấy có bất kỳ ba động nào, sắc mặt người thánh nguyên điện dần biến, cũng may đại ma vương không lập tức động thủ giết người. Chỉ là đoán chừng nếu đợi thêm lát nữa mà vẫn không có động tĩnh, e rằng vân suy tuyết khó thoát khỏi cái chết. Tùy theo thời gian đẩy dời, tâm tình mấy vạn người trong thành căng như dây đàn. Có lẽ lệnh bài này là giả hoặc là thời gian trôi qua nhiều năm vậy rồi, Phượng Hậu đều quên mất. Hoặc có khi, Phượng Hậu chết, bởi thế không cảm ứng được lệnh bài vỡ vụn. Nửa nén hương sau. Bọn lục ly như trút được gánh nặng, nếu Phượng Hậu thật hàng xuống phân thần thì hẳn đã sớm hàng lâm, không đến nỗi chờ đến giờ mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Đương nhiên, toàn thành vẫn lặng ngắt như tờ, ai nấy đều yên ắng chờ đợi, lại một nén hương trôi qua, nét mặt đám người thánh nguyên điện trắng bệt như giấy, thậm chí có người bắt đầu run rẩy. Bọn hắn sợ, nếu nói Vân Khai Nguyệt là hy vọng tương lai của Thánh Nguyên Điện, như vậy Vân Suy Tuyết chính là cuộc chống trời hiện tại của Thánh Nguyên Điện. Vân Suy Tuyết bị giết, đối với Thánh Nguyên Điện sẽ là đã kích mang tính hủy diệt. Bọn đường đao Long Diệu Dương và cường giả phó gia Hắc Viêm Điện cũng biến sắc, lần này bọn hắn cùng tiến cùng lui với Thánh Nguyên Điện, nếu Vân Suy Tuyết bị giết, vạn nhất đại ma vương phát nộ, sợ rằng bọn hắn cũng sẽ bị liên lụy hô hô. Đúng lúc này, đột nhiên gió nổi lên, gió không quá lớn, nhưng lại khiến người toàn thành bất giác chấn động, vô số người phóng thích thần niệm quét tới trên biển. Ồ! Phía mặt biển đột nhiên gào thét cuồng phong, tiếp đó nước biển cuộn sóng, từng hồi tiếng sóng gầm vang lên. Bờ biển cách bên này chừng 10 vạn dặm, nhưng lúc này ở đây lại có thể nghe được tiếng sóng vỗ. Đám đông ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng không khỏi hoảng hốt, rất nhiều người bởi vì căng thẳng quá độ mà run rẩy ánh mắt người toàn thành đổ dùng hết về phía tây hô hô gió càng lúc càng lớn thiên địa nguyên khí quanh bốn phương tám hướng cũng hội tụ tới trên đảo khiến thiên địa nguyên khí trên đảo bỗng chốc vô cùng nồng đậm phân thần phượng hậu sắp hàng lâm vân suy tuyết và người vân gia vui đến phát khóc từ địa ngục đến thiên đường tâm tình bọn hắn thế nào chắc không cần nghĩ cũng biết cả đám đồng loạt nhìn chằm chằm về hướng tây ánh mắt nóng rực thiên địa dị tượng này. Trong mắt lục ly khẽ co rụt lại, sắc mặt càng thêm hư nhược mấy phần, chỉ với phân thần hạ giới mà đã dẫn lên thanh thế lớn đến vậy, không biết chiến lực chân chính của Phượng Hậu sẽ còn cường đại đến cỡ nào. Ông Một giây sau, lục ly phát hiện trọn cả thế giới chợt tối đen, không chỉ hắn, người toàn thành đều phát hiện bầu trời đột nhiên tối sầm, u ám dọa người, không có lấy một tia ánh sáng. Sát na sau, một cảnh tượng khiến chúng nhân kinh hải hiện ra trên mặt biển phía tây một phần mặt trăng màu đỏ từ từ nhô lên bởi vì thế giới xung quanh đều u tối bởi thế mặt trăng màu đỏ máu kia càng thêm huyễn lệ dị thường ban ngày biến thành ban đêm trên biển thăng tử nguyệt đây là thủ đoạn và thần thông nghịch thiên cỡ nào chúng nhân kinh hãi đến độ nói không ra nói đợi khi vần tử nguyệt kia thăng lên một cảnh càng khiến người chấn động hiện ra từ bên trong tử nguyệt đột nhiên đi ra một bóng người thân hình nàng rất nhỏ nhắn bước chân chậm chạp hơn nữa mông lung mơ hồ chỉ ẩn ẩn nhìn ra được là một nữ tử một nữ tử dáng hình yểu điệu nữ tử này tựa hồ có một loại ma lực vô danh như là đi ra từ trong tử nguyệt trực tiếp tiến vào trong đầu chúng nhân sau khi đi ra từ trong tử nguyệt nữ tử sừng sững đứng đó thế giới xung quanh không trở lại như thường mà vẫn duy trì cảnh tượng quỷ dị như cũ một giọng nữ theo đó vang lên là người phương nào kêu gọi bản hậu tiếng nói rất nhẹ nhàng rất dễ nghe lại mang theo một loại lực lượng vô danh, khiến linh hồn tất cả người trong thành đều rung động, sinh ra xung động muốn quỳ bái. Bịch Toàn bộ người thánh nguyên điện đồng loạt bay xuống, quỳ trên mặt đất, vân suy tuyết cũng lồng cồn bò tới, lại không cách nào quỳ xuống, đành phải nằm rạp trên đất, cung kính hét lớn. Bái kiến phượng hậu, chúng ta là hậu nhân vân hồ. Tiên tổ từng truyền lại một tấm hắc phượng lệnh, dặn chúng ta lúc gia tộc sinh tử tồn vong thì bóp nát, đã làm phiền đến phượng hậu, chúng ta tội đáng muôn chết. Bịch. Bịch. Vô số người trong thành cũng quỳ xuống theo, tuy bọn hắn không có quan hệ gì với Phượng Hậu, nhưng bọn hắn biết hẳn nên quỳ lạy một phen, đơn thuần là tôn kính đối với cường giả, quỳ bái đối với đại nhân vật tam trọng thiên. Vù vù. Bọn Đường Đao Long Diệu Dương không dám kể cả, cũng vội bay xuống quỳ trên mặt đất, hành lễ với Phượng Hậu. Đại nhân vật như vậy, nếu mà đắc tội nàng, hậu quả không thể tưởng tượng từng phiến từng phiến người trên quảng trường quỳ xuống bọn tần chiến quỳnh tiểu thư cũng quỳ trừ hai người ra đám đông trên quảng trường đều quỳ hết cả lúc này lục ly im ắng ngồi xếp bằng trên đất khoan nói phượng hậu là quân địch dù có là đại nhân vật thực sự tới hắn cũng sẽ không quỳ người không quỳ còn lại là đại ma vương nàng lạnh lùng đứng đó tay nắm ma vương thương không nhúc nhích như là một pho tượng là hậu nhân của vân hồ nữ tử dưới tử nguyệt hạ thở dài nói Năm đó hắn độc thân rời đi, không ngờ còn có hậu nhân lưu lại. Nếu đã là hậu nhân của Vân Hồ, còn dùng tới hắc phượng lệnh, các ngươi có chuyện gì muốn nhờ, cứ nói đừng ngại, bản hậu sẽ ra tay giúp các ngươi một lần. Phượng hậu vừa mở miệng, toàn thành chết lặng. Nếu trước đó chúng nhân còn chưa quá hiểu rõ về một phương đại đế ở Tam Trọng Thiên, như vậy sau khi ngày biến thành đêm, trên biển Thăng Tử Nguyệt, cùng với phân thần Phượng Hậu xuất hiện, tất cả mọi người đều hiểu. Đương nhiên, Cụ thể thế nào thực ra bọn hắn cũng không quá rõ, bọn hắn chỉ biết một điều, đây là tồn tại vượt qua tất cả mọi người. Điều này tương tự như chúng nhân là phàm nhân, phượng hậu là thiên thần, đại ma vương tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là mạnh trong đám phàm nhân mà thôi. Đại ma vương không thể đấu lại, phượng hậu là tồn tại ở một cấp độ khác. Hai cấp độ này không thể so sánh, hoàn toàn là khác biệt về chất. Đại ma vương có thể khiến phương viên trăm vạn dặm ngày biến thành đêm, có thể khiến trên biển xuất hiện một vầng trăng khổng lồ, có thể bằng vào một đạo phân thần liền khiến tất cả mọi người quỳ bái. Người thánh nguyên điện vui đến phát khóc, vân suy tuyết càng là mắt đỏ bừng, không ngừng dập đầu, quát khẽ nói. Đa tạ phượng hậu, đa tạ phượng hậu, con cháu vân gia đời đời kiếp kiếp cảm kích ân điển của phượng hậu. Mong phượng hậu giúp chúng ta tru sát người này. Một tay vân suy tuyết đỡ lấy thân thể, tay còn lại khác chỉ vào đại ma vương, ánh mắt tất cả mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía đại ma vương muốn xem xem nàng sẽ có cử động gì đáng tiếc đại ma vương đeo mặt nạ không nhìn ra được thần sắc biến hóa hơn nữa nàng cũng không có bất kỳ cử động nào cứ thế tay nắm ma vương thương đứng đó bất động như núi nàng không nói gì thậm chí không nhìn phân thần phượng hậu dưới tử nguyệt ánh mắt nàng không buồn không vui liếc nhìn vân suy tuyết nói khi trước ta đã nói qua ngươi bóp nát lệnh bài ta tất giết ngươi, giờ ngươi có thể chết được rồi. Hưu. Đại ma vương đột nhiên nhấc lên thương trong tay, sau đó nhẹ nhàng đâm tới vân suy tuyết. Một thương này đâm ra cũng như lúc trước, không gian cuộn lên gợn sóng, chúng nhân bất giác cảm thấy thương như đâm ra từ trong hư không, chấn nát hết thảy, phá hủy hết thảy. Trong lòng vân suy tuyết không khỏi hoảng hốt, vội kinh hãi rống to. Phượng hậu cứu ta. Thật to gan một tiếng quát uy nghiêm mang theo nổ khí vang lên tiếp đó tử nguyệt sáng lên một đạo lưu quan màu đỏ như sao chổi bay vụt đến đánh thẳng lên mũi thương trong tay đại ma vương chật chật toàn thành chấn kinh nếu nói một thương của đại ma vương khiến bọn hắn cảm thấy như là hủy diệt chi thương như vậy đạo lưu quan này lại khiến bọn hắn cảm thấy như là phi thạch từ vũ trụ khủng khiếp không cùng vô số người nghĩ trong đầu thương này và lưu quan va chạm với nhau sẽ sản sinh ra uy năng hung tàn cỡ nào liệu hỗn độn thành có biến thành phấn vụn bọn hắn liệu có bị nổ chết tươi bọn hắn nghĩ nhiều trường thương cuốn theo theo khí thế phá hủy hết thảy đâm tới lưu quan bay đến đụng vào mũi thương lại không phát sinh nổ mạnh như chúng nhân tưởng tượng thậm chí không có không gian ba động quá mạnh ầm chỉ nghe thấy một tiếng nổ trầm muộn đạo lưu quan kia trực tiếp tiêu tán trường thương tiếp tục đâm tới như thiểm điện xuyên qua thân vân suy tuyết sau đó nửa người còn lại của vân suy tuyết nổ thành huyết vụ đến cạn bã cũng không thừa hả toàn thành lần nữa hóa đá lục ly cũng chấn kinh há hốc mồm một kích từ phượng hậu đại đế ở tam trọng thiên lại bị đại ma vương nhẹ nhàng hóa giải đại ma vương đánh chết người mà phân thần phượng hậu muốn bảo vệ ngay trước mặt đối phương đùa gì vậy nếu không phải vừa rồi uy lực lưu quan quả thực rất khủng bố tất cả mọi người đều tưởng rằng phượng hậu này là giả nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha